Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên Minh Confession. Đầu xuân năm mới mà thi nhau tấu hài rồi. Nếu như mà Táo Quân chưa thỏa mãn các bạn thì để sạp xiết Tritoe Spark xa xôi gửi đến các bạn viewer tiết mục hài đầu xuân năm mới nha. Và cùng đón xem tối nay có tin gì hot với trang nào. Thêm một hề chú sắp chia tay Tritoe Spark. Trang Cos thả bom hạt mít khiến cả đội Tritoe Spark suýt nữa phải gọi thái y ngay trên sàn đấu. Thông tin về việc vợ của Vieco là Aishode trở thành tướng mới tiếp theo của Liên Minh Huyền Thoại bất ngờ bị sò sỉ. Học hỏi từ cao thủ, Ken sát thủ là chân ái với phong cách lên thần kiếm Muramana. Bình luận viên Hoàng Luân nghẹn ngào trên stream, ngầm ám chỉ Liên Minh Huyền Thoại bị hắt hủi so với các tựa game khác của Garena. Cuối cùng dân mạng cũng khai quật một thứ có thể làm khó được sọp, vũ đạo dưỡng sinh. À, suýt nữa quên mất, năm mới mọi người đừng quên lì xì Trang và ekip mỗi người một like và một subscribe kênh đó nha. Và nếu vẫn chưa sở hữu cho mình một ạc hoành tráng để quẩy USF, các bạn nhớ ghé qua shop Liên Minh Confession để chọn cho mình một tài khoản ưng ý nha. Shop đang có rất nhiều khuyến mãi nhân dịp đầu năm đó ạ. Trang biệt cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ thì cùng đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay thôi nhé. Thêm một hề chú sắp chia tay Tritoe Spark. Mới đây, người chơi Edition của Tritoe Spark là Trancos đã bất ngờ tiết lộ rằng mình sẽ chuyển sang Bắc Mỹ vào năm sau. Thông tin này đồng nghĩa với việc Trancos sẽ thi đấu mùa giải cuối cùng cho Tritoe Spark trong năm 2021 và bộ ba tấu hài Wonder Trancos Park cũng sắp sửa tan đàn xẻ nghé. Trancos: vậy có lẽ là tôi sẽ chuyển sang Bắc Mỹ vào năm sau, nhưng tôi nghĩ mấy bồ không ưa những cái giá của Nidalee trong tay tôi lắm nhỉ. Tritoe Spark: sao phải chuyển đi, ông ngồi ở đây cũng phóng lao sang Bắc Mỹ bất kỳ lúc nào được mà. Thoạt nhìn thì đây có vẻ như là một trò đùa nữa của nhà Tritoe Spark, khi cả Trickster của Tritoe Spark lẫn Trancos đều có sự tương tác qua lại và không quên dìm hàng khu vực LCS. Tuy nhiên, hồi tưởng lại quá khứ, Tritoe Spark cũng đã từng có những động thái tương tự trước sự ra đi của Park. Rõ ràng là đội tuyển này luôn muốn các tuyển thủ chia tay trong tâm trạng vui vẻ nhất, nên đến phút cuối cùng thì vẫn cứ mình thích thì mình tròn thôi. Về cá nhân Trancos, anh chàng này cũng có lý do để cân nhắc đến việc sang Bắc Mỹ dưỡng già. Giang Văn Cốt năm nay đã 25 tuổi, một độ tuổi mà nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đã bắt đầu cân nhắc đến việc giải nghệ. Dù phong độ của anh chàng vẫn còn duy trì được sự ổn định, nhưng việc liên tục lỡ hẹn với danh hiệu chung kết thế giới có lẽ cũng khiến cho Trancos dần mất đi động lực thi đấu. Còn vô địch LEC thì Tritoe Spark xem đó là điều hiển nhiên rồi. Bên cạnh đó, việc người bạn thân Park chuyển sang LCS có lẽ cũng thôi thúc Trancos tìm kiếm một chân trời mới. Rõ ràng với đẳng cấp của anh, nếu chuyển sang Bắc Mỹ thì Trancos sẽ là một trong những ngôi sao hàng đầu và hưởng mức thù lao vô cùng hậu hĩnh. Cạn lời, Trancos thả bom hạt mít khiến cả đội Tritoe Spark suýt nữa phải gọi thái y ngay trên sàn đấu. Người ta thường nói thả bom hơi là cách để giải tán đám đông hiệu quả nhất. Thế nhưng nếu bạn đang ở trong một phòng kín và theo luật lệ thì không được phép rời khỏi phòng với bất kỳ giá nào, thì thử hỏi hậu quả sẽ ra sao nếu dính bom hạt mít. Các nghệ sĩ hài Tritoe Spark có lẽ không ngờ rằng có một ngày họ lại phải nếm trái đắng do chính cái thói quen tấu hài của mình tạo ra. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng LEC mùa xuân 2021 giữa Tritoe Spark và Misfit Gaming, Trancos, chú hề châu Âu đã khiến các đồng đội khóc không ra nước mắt khi có một cú xử lý đi vào lòng người như vậy đấy. Số là khi cả hai đội đang trong giai đoạn ban pick, thần sơn EU chẳng biết do trước đó ăn uống không điều độ hay gì, đã phát ra một tiếng động và mùi hương vô cùng nhạy cảm. Chỉ khổ thân Wonder, người ngồi cạnh Trancos, do chiều hướng lưu thông của không khí nên là anh chàng là người lãnh đạn đầu tiên. Wonder là một trong những người sử dụng sinh nghịch đường trên đỉnh cao nhất thế giới, nhưng cái trò nhã độc này thì có thần thánh cũng phải bó tay chịu thua. Tuyển thủ của Tritoe Spark ngay lập tức trùm áo bịt mũi và né vào góc phòng, thậm chí còn có ý định bỏ luôn cả giai đoạn ban pick của đội. Huấn luyện viên chuyên pha trà sót nước Crab cũng chịu chung số phận. Đang thao thao bất tuyệt về giai đoạn draft thì trong không khí bỗng xuất hiện một mùi hương khó đỡ. Anh chàng cũng đành bịt mũi và chạy ngay ra phía cửa để sẵn sàng thoát hiểm, trong khi những thành viên còn lại thì được phen cười như nắc nẻ. Ngay cả thanh niên nghiêm túc Rickless cũng không nhịn nổi mà cười vật vã vì pha xử lý đi vào lòng người của đồng đội. Có vẻ như khác với mọi lần, đây không phải là một tình huống nằm trong tính toán của bản thân Trancos. Anh chàng lộ rõ vẻ mặt ngượng ngùng sau khi bị phát hiện, nhưng sau đó phẩm chất mua vui bẩm sinh đã được kích hoạt và Giang Văn Cốt nhanh chóng hòa chung tiếng cười để lấp liếm sự xấu hổ do thả bom nhầm địa chỉ. Thông tin về việc vợ của Vieco Aishode trở thành tướng mới tiếp theo của Liên Minh Huyền Thoại bất ngờ bị rò rỉ. Cách đây khoảng một tháng, Riot Games đã chia sẻ với game thủ Liên Minh Huyền Thoại về kế hoạch ra mắt Vieco và ba vị tướng mới liên quan trực tiếp tới Hắc Diệt Đế Vương. Nhân vật đầu tiên được giới thiệu đó là một đấu sĩ đường trên và gắn liền với hình ảnh cây kim khâu. Vì vậy mà cộng đồng đã đoán rằng vị tướng đó chính là vợ của Vieco, Aishode. Lý do là bởi nhân vật này được miêu tả trong cốt truyện là một người thợ may, nghề nghiệp liên quan mật thiết tới cây kim khâu. Vợ của Vieco, Aishode, được miêu tả trong cốt truyện là một thợ may.
Và cách đây ít ngày, thông tin về việc Ashode trở thành tướng mới tiếp theo của Liên minh Huyền Thoại đã bị rò rỉ ra bởi một streamer người Brazil có tên là Streamy. Điều đáng chú ý ở đây đó là cô nàng streamer này từng tiết lộ chính xác về sự ra mắt của Lilia, Yone, sự kiện Hoa Linh Lục Địa và cả Samira. Trong dòng tweet mới nhất của mình, Streamy đã tiết lộ rằng Ashode sẽ sở hữu trang phục thuộc vũ trụ Học viện Chiến binh cùng với Caitlyn trong tương lai. Streamy, thông tin leak đây mọi người ơi. Nguồn tin của tôi vừa nói rằng sẽ có thêm hai trang phục huyền thoại nữa sẽ được đưa vào Liên minh Huyền Thoại. Đầu tiên là skin Caitlyn Học viện Chiến binh và trang phục còn lại là của Blitzcrank. Bên cạnh đó thì skin Ashode Học viện Chiến binh cũng sẽ xuất hiện đó. Nếu các bạn còn nhớ thì trong video cinematic Đại suy vong, Viego đã thành công trong việc tách linh hồn của Ashode ra khỏi người của Senna, với việc được miêu tả là nhân vật si tình và sở hữu quyền năng to lớn. Nhiều khả năng Viego sẽ hồi sinh Ashode trong tương lai. Thậm chí Viego còn hấp thụ linh hồn của Ashode vào thanh kiếm của mình. Với những gợi ý của Red Game lẫn độ tín nhiệm cao từ cô nàng Streamy, nhiều khả năng Ashode sẽ là vị tướng mới tiếp theo gia nhập Liên minh Huyền Thoại. Và nhiều khả năng, những thông tin chính thức về nhân vật này sẽ sớm xuất hiện trong tương lai, có thể là sau khi đợt mini reward của Ramos. Học hỏi từ cao thủ, Ken sát thủ là chân ái với phong cách lên thần kiếm Muramana. Trong thời gian gần đây, có một lối chơi đang được các cao thủ tin dùng ở vị trí đi sừng, đó là Ken sử dụng thần kiếm Muramana, móng vuốt ám muội. Điểm đặc biệt ở đây là họ lựa chọn việc biến hình thành sát thủ bóng tối thay vì dạng Rush. Vậy điều gì đã khiến cho lối chơi này hấp dẫn những cao thủ Liên minh Huyền Thoại tới như vậy? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Đầu tiên chúng ta cần phải nhắc tới việc chùy hấp huyết bị nerf cực kỳ nặng ở bản 11.3 vừa rồi. Điều này khiến cho việc biến hình thành Rush không còn mạnh mẽ và khó chịu như trước nữa, bởi khả năng hồi phục bị giảm quá mạnh. Vì vậy, game thủ đã tìm tới một lối chơi khác giàu sát thương nhưng cũng mạo hiểm hơn, là dạng Ken sát thủ bóng tối. Ken lên thần kiếm Muramana và móng vuốt ám muội đang trở thành lối chơi yêu thích của các game thủ chuyên nghiệp từ Á sang Âu. Đương nhiên, với dạng Ken sát thủ bóng tối, game thủ sẽ phải lựa chọn item thần thoại cung cấp sát lực. Trong số các item như vậy thì móng vuốt ám muội tỏ ra là phù hợp nhất với Ken, lý do là bởi item này cung cấp chỉ số sát lực vô cùng lớn, 21 điểm, cùng khả năng gia tăng sát thương lên mục tiêu. Item này sẽ khiến cho Ken trong dạng sát thủ bóng tối dồn sát thương vô cùng mạnh. Điểm đặc biệt nhất của lối build này đó là việc lên thần khí Muramana cho Ken. Mặc dù item này bị nerf ở sát thương nội tại, nhưng hiệu ứng chuyển năng lượng thành sức mạnh công kích lại được buff. Vì vậy, thần khí Muramana trở thành trang bị cung cấp sức mạnh công kích vô cùng lớn ngay ở giai đoạn giữa trận. Trong khi đó, bộ kỹ năng của Ken lại có tỷ lệ tương tác rất cao với chỉ số sức mạnh công kích cộng thêm. Nếu các bạn không biết thì chiêu W phá và rời nhập lần lượt có tỷ lệ tương tác với sức mạnh công kích cộng thêm là 130 và 175%. Với kỹ năng Q trảm, mặc dù chỉ có tỷ lệ tương tác là 65%, nhưng chiêu thức này lại gây ra tới 2 lần sát thương ở lần lướt và khi chém. Điều này khiến cho thần kiếm Muramana cung cấp một lượng sát thương quá khổng lồ cho Ken sát thủ bóng tối. Và để gia tăng hơn nữa khả năng dùng sát thương của Ken, game thủ nên lựa chọn bản ngọc thu thập hắc ám. Ở dòng thứ hai, bạn nên lấy điểm tác động bất chợt bởi nó tương tác quá tốt với bộ kỹ năng của Ken. Những điểm ngọc còn lại như mắt thây ma, gia tăng khả năng kiểm soát hay thợ săn tham lam, hồi phục đều phù hợp với Ken. Ở nhánh phụ phép thuật, điểm thăng tiến sức mạnh là cực kỳ cần thiết với Ken. Khả năng giảm hồi chiêu các kỹ năng căn bản khi hạ gục tướng địch từ điểm ngọc này sẽ đẩy ngưỡng sức mạnh của Ken lên rất lớn. Về lối xây dựng trang bị, bên cạnh hai item thiết yếu gồm móng vuốt ám muội và thần khí Muramana, áo choàng bóng đêm là lựa chọn không thể tích hợp hơn ở vị trí item thứ 3. Nó giúp cho Ken sống sót tốt hơn khi lao vào đội hình địch và khắc phục phần nào điểm yếu máu ít của dạng sát thủ bóng tối. Tóm lại thì lối lên đồ móng vuốt ám muội và thần kiếm Muramana sẽ giúp cho Ken sát thủ bóng tối ám sát tướng địch một cách cực kỳ hiệu quả. Đây là phương án leo rank vô cùng tốt ở phiên bản hiện tại mà game thủ Liên minh Huyền Thoại nên tận dụng càng nhiều càng tốt. Bình luận viên Hoàng Luân nghẹn ngào trên stream, ngầm ám chỉ Liên minh Huyền Thoại bị hắt hủi so với các tựa game khác của Garena. Trong những ngày đầu năm mới, bình luận viên Hoàng Luân là cái tên hiếm hoi trong làng Liên minh Huyền Thoại Việt vẫn chăm chỉ với công việc stream, và ở buổi lên sóng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, anh lại bất ngờ chia sẻ những dòng cảm xúc lẫn lộn về làng Liên minh Huyền Thoại Việt thời điểm hiện tại. Thậm chí Hoàng Luân còn không kìm nén nổi nước mắt khi nhắc đến việc đã rất lâu rồi anh không được góp mặt tại một sự kiện lớn quy tụ hàng nghìn khán giả của Liên minh Huyền Thoại. Một trong những lý do chính là để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng đã có những thời điểm khi Covid-19 đã phần nào được kiểm soát và các sự kiện thể thao eSports lớn tại Việt Nam được phép hoạt động bình thường thì Liên minh Huyền Thoại lại không nằm trong số đó. Và điều mà bình luận viên Hoàng Luân muốn nhấn mạnh ở đây là việc các tựa game khác của Garena Việt Nam, chẳng hạn như Free Fire hay Liên Quân Mobile, đều được tạo điều kiện để tổ chức các sự kiện, giải đấu lớn trong giai đoạn dịch bệnh được đẩy lùi, nhưng Liên minh Huyền Thoại lại không nhận được quyền lợi tương tự. Mặc dù VCS vẫn là giải đấu hiếm hoi trên thế giới từng cho phép khán giả số lượng hạn chế đến theo dõi trực tiếp, nhưng thực tế những trận đấu này chủ yếu được tổ chức trong khuôn khổ vòng bảng và không nằm trong một chương trình sự kiện lớn nào. Có vẻ như Pelu hiểu rõ rằng Liên minh Huyền Thoại đang không được có vị thế độc tôn trong kế hoạch phát triển của nhà phát hành, mà thay vào đó Liên Quân Mobile hay Free Fire mới là những cái tên được đầu tư trọng điểm.
Thực tế bản thân Hoàng Lân cũng hiểu rõ, việc Liên Minh Huyền Thoại không còn được ưu ái như Liên Quân Mobile hay Free Fire là điều tất yếu, bởi hai tựa game này mới chính là quân ách chủ bài mang lại nguồn doanh thu lớn cho nhà phát hành. Bên cạnh đó, với sự phát triển của trào lưu game mobile, Liên Quân hay Free Fire cũng sở hữu tệp khách hàng đông đảo hơn rất nhiều so với Liên Minh Huyền Thoại, và điều đó khiến cho nhà phát hành game phải tập trung nhân lực để phục vụ cho sự phát triển này. Có điều với tư cách là người đã gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam từ những ngày đầu tiên, bình luận viên Hoàng Luân vẫn không thể kìm nén được cảm xúc khi chứng kiến thanh xuân của mình có dấu hiệu tàn lụi. Liên Minh Huyền Thoại sẽ khó lòng trái tại Việt Nam, nhưng việc sẽ không còn được chú trọng quá nhiều cũng khiến cho tựa game này mất đi không ít game thủ trung thành. Thậm chí có rất nhiều game thủ cũng thừa nhận rằng hiện tại họ chỉ quan tâm đến Liên Minh Huyền Thoại bằng cách theo dõi các giải đấu, chứ không còn hứng thú với việc chơi game nữa. Cuối cùng, dân mạng cũng khai quật một thứ có thể làm khó được Sọp, vũ đạo dưỡng sinh. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hầu hết các đội tuyển của LPL năm nay đều tổ chức cho các nhân viên và tuyển thủ ăn Tết tại chỗ, tổ chức lễ đón giao thừa và chào xuân ngay tại Gaming House. Shinin cũng không phải là ngoại lệ. Bên cạnh hoạt động ăn uống, các thành viên Shinin còn tham gia những trò chơi vận động nho nhỏ, trong đó có cuộc thi vũ đạo, một dạng game tương tác ảo thông qua Smart TV. Điều đáng nói là trong phần thi của Sọp cùng Huân Phan, Andrew và một vài thành viên khác, cộng đồng fan hâm mộ đã không giấu nổi sự hứng thú khi chứng kiến thần rừng Việt Nam xử lý như gà mắc tóc. Có vẻ như vốn là một người không mấy yêu thích bộ môn thể dục, nên những bộ môn đòi hỏi sự vận động linh hoạt tay chân này không nằm trong thế mạnh của Sọp. Kết quả là anh chàng thua liên tục và chẳng nhận được phần thưởng nào. Không những thế, trong đoạn clip mà staff của Shinin ghi lại, Sọp còn vừa nhảy vừa than thở, có lẽ vì những động thái mô phỏng vũ đạo này quá khó đối với anh. Cư dân mạng Trung Quốc thậm chí còn đùa vui rằng, hóa ra trên đời vẫn tồn tại một bộ môn khiến duy cầu giấy phải bối rối. Nhìn cái cách anh chàng này vừa nhảy nhót chẳng theo nhịp điệu nào, vừa thở ngắn than dài là đủ hiểu Sọp thuộc team không thích thể dục. Năm nay đã là năm thứ 3 liên tiếp Sọp phải ăn Tết xa gia đình, nhưng có thể nói trong cái rủi cũng có cái may. Do vấn đề dịch bệnh nên hầu hết các tuyển thủ cũng như nhân viên của Shinin đều đón Tết Tân Sửu tại Gaming House, và cũng vì vậy mà cái Tết xa nhà của Sọp cũng trở nên ấm cúng và bớt hiu quạnh hơn mọi năm. Bản tin nóng số 402 đến đây là hết rồi ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!